Xin chào tất cả thành viên William Test. Thì trước mắt các bạn đây là con Fonbud Note 6 đến từ Asus. Thì cũng tương tự như dòng Note của Samsung Galaxy. Thì các bạn có thể thấy nó chứa hai màu đen và trắng. Nhìn bên ngoài cái hộp thì chúng ta có thể thấy nó sử dụng chip Intel. Rồi chúng ta hãy tiến hành khui hộp. Với màn hình 6 inch thì chúng ta, chiếc máy khá vừa tầm tay chúng ta, nhìn rất là gọn. Bên trong đó là sẽ sử dụng tai nghe với một số đầu để êm lỗ tai, cáp sạc hết. Chúng ta nhìn bề ngoài ta thấy con Fonbud Note 6 này có hai loa, camera trước, camera sau, với bên hông là volume, nguồn, jack tai nghe, và bên đây là nơi chứa thẻ nhớ và cạc. Có điều đặc biệt của dòng Note đó là luôn luôn có một cây bút. Thì cây bút nằm ở phía dưới. Cùng với đó là cáp sạc. Đây là cây bút của nó. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi clip tập hợp của chúng tôi. Để biết thêm chi tiết về sản phẩm này và một số tính năng ưu việt của nó thì hẹn các bạn ở một clip review chi tiết hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.